Xin giới thiệu các bạn và anh em, đây là nắp capo của dòng xe Mitsubishi Attrage phiên bản từ 2020 trở về đây, 2020 đến nay. Đây là phiên bản mới nhất hiện nay. Nắp capo thì nắp dòng xe Mitsubishi Attrage phiên phân phối tại thị trường Việt Nam thì hiện nay có hai phân khúc chính. Nó phiên bản từ đời 2016 đến 2020 và cái phiên bản 2020 trở về đây là mới nhất. Thì đây là nắp capo cái này nó che toàn bộ cái khoang động cơ của dòng xe Mitsubishi Attrage. Che toàn bộ khoang động cơ, nó che chống lên toàn bộ khoang động cơ. Ở phía cái dưới này đây là một cái tấm chống nóng capo nó sẽ bắt lên đây. Bắt đây để nó đảm bảo là cái khi mà nhiệt độ trong động cơ hoạt động thì nó không có tỏa nhiệt lên trên cái nắp capo này, để đảm bảo độ bền cho cái nắp capo này của dòng xe Mitsubishi Attrage. Đấy, thứ nhất là cái nắp capo có công dụng là vừa che khoang động cơ, vừa tạo form dáng và định hình cho cái dòng xe Mitsubishi Attrage. Thì đây là mặt phía dưới khi nó quay xuống chỗ khoang động cơ. Và bây giờ chúng ta cùng xem mặt phía đằng sau của capo của dòng xe Mitsubishi Attrage này. Và đây là mặt phía trên. Mặt phía trên của cái nắp capo của dòng xe Mitsubishi Attrage phiên bản 2020 là mặt phía bên trên. Thì cái mặt phía bên trên này các bạn thấy là đây là chỗ cái nút mà chúng ta sẽ bắt cái, đây là cái điểm mà chúng ta sẽ bắt cái gạt mưa. Đấy. Cái phun nước gạt mưa, cái vòi phun nước gạt mưa chúng ta sẽ bắt ở đây. Cái vòi phun nước để nó phun nước lên để nó làm mát rửa sạch cho động cơ. Đấy. Vòi phun nước cho rửa kính, đây là cái vòi phun nước rửa kính chắn gió, mình hơi nhầm tí đấy. Và cái này được làm thép, được làm hợp kim dập đúng theo tiêu chuẩn của hãng Mitsubishi Moto đấy, được làm hợp kim dập đúng theo tiêu chuẩn của hãng Mitsubishi Moto luôn đấy. Thì tất cả các bạn đã xem trên tay mình, đây là màu mộc các bạn nhé, cái này là màu mộc, chưa sơn bả gì cả, hàng mới đét đèn đẹp 100%, chưa sơn bả. Thì trong quá trình khi mà chúng ta chạy xe trên đường, anh em chúng ta chạy xe trên đường thì do va quệt, đâm va thì dẫn đến nó bị vỡ mất cái nắp capo này, bị móp méo. Thông thường với những cái móp, lỗi móp nhẹ nhàng thì anh em có thể gò hàn lại, nhưng nếu trong trường hợp móp nặng thì bắt buộc các bạn thay thế. Thì phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụtungmitsubishi.vn này chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Đấy. Anh em gara trong quá trình chúng ta sửa chữa xe mà gặp dòng xe Mitsubishi mà cần phải thay thế và sửa chữa phụ tùng thì rất mong các bạn sẽ liên hệ và ủng hộ phụ tùng Mitsubishi An Việt. Các bạn xem thì hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này phục vụ anh em một cách hoàn toàn miễn phí. Thì các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này phục vụ anh em.